Đi đâu? Đi ra ngoài á? Ra ngoài có việc gì không? Sao xa lại từ đâu? Từ nãy giờ mình cứ nghe những cái tiếng đập cửa nhìn ở trong nhà thôi. Bây giờ đang tối đêm mà anh em. Vương à? Phải Vương không mày? Hình như như ai nhỉ? San phải không? Ôi giời. Sao lại vào đây? Ra đây. Có việc gì đây? Đi đâu? Đi ra ngoài á? Ra ngoài có việc gì không? Sao San lại đủ đi đâu? Có cái gì đây? Ra vườn á, tối á, không ra đâu. Có cái gì không? San vào này làm sao nhỉ? Đâu, đi đâu? Tối này rất là phải làm gì? Giời. Có cái gì ở đây? Hả San? Thôi thôi, tối lắm không nhìn gì đâu. Chẳng nhìn là thôi đi về đây. Ôi hung kì. Ôi. San đi, hung kì kìa. Chết rồi, San ở phê hung kì kìa. Ôi kìa hung kì kìa. Ôi anh em ơi, hung kì hung kì. Đi vào vô đồ, đi vào nha, đi. Chết rồi. Ôi anh em ơi, hình như là thằng giả dạng hung kì. Đúng rồi, nó dùng cái kiểu phó bông sinh nhật ấy, nó đốt để nó dọa mình đấy. Mình nhìn rõ mặt nó rồi, nhưng mà bé San hình như là không phản ứng gì. Bé San hình như là bây giờ thuộc quân của Húc Ghi rồi đấy. Ui, mình không biết ý đồ gì nhỉ. Khả năng là phải đi gọi anh em lên thôi, gọi vừa mới làm ngố thôi, chứ bây giờ San Húc Ghi nó mà liên thủ là anh em mình mệt đấy. Mà không biết làm sao bé San đợt này tự nhiên cứ đi theo phe Húc Ghi nhỉ, hay là nó cho ăn cái gì để là hay bị lốp bụng. Không biết nó cho ăn cái gì mà theo nó nhỉ? Tài thật. Ui hôm kì. Cút. Ui. Mày. Cút đi. Này. Mày. Đưa ra khỏi nhà. Ui. Ui trời. Khóa cửa chắc. Ui. Anh em ơi. Tình hình là Húc Ghi nó đang định dọa mình sao ấy. Đấy. Ui nó đi đâu rồi? Ui nó vất cái gì ở kia kìa. Ui Lam ơi, lên trên nhà luôn nhá. Gọi cả Vương nữa. Ui, thằng Húc Ghi với lại cả bé San đang ở trên nhà rồi. Hình như chúng nó liên thủ, nó ra định tấn công. Ừ, nhanh. Anh em, mình phải gọi anh em lên để cùng nghĩ cách không. Quả này mỗi mình đây Húc Ghi với lại bé San nó mà quay, nó mà vào đây thì đúng là mệt luôn. A few moments later. Ui Lam ơi, làm gì lâu thế? Nó vẫn ở đấy à? Vẫn ở đây. Ui giời ơi, anh tưởng nó đi rồi. Bây giờ là bé San về bên phe của Húc Ghi rồi. Mà thằng bé San về phe Húc Ghi nó càng mạnh. Bây giờ một mình anh không làm gì được. Vương đâu? Vương, em không biết đâu, em không được. Thế bây giờ phải có cái gì dọa để đuổi được lại nó đi cơ. Hả? Em có cái pháo ấy, để em đi mua. Pháo gì? Pháo gọi là pháo điện của sinh nhật ấy. Ủa thế vừa Húc Ghi nó cũng dùng cái pháo sáng sáng ấy. Không, pháo bông. Em là pháo to hơn cơ. Pháo to á? Qua mới dọa nó chạy xong. Pháo đấy nó chỉ phát sáng rồi đúng không? Vâng. Ừ, mình dùng phải ánh sáng mình đuổi nó đi xem thế nào. Thế bây giờ anh ngồi đây đợi em nhé. Phải đi mua nhanh ấy nhá. Vâng. Ok. Ui giời, làm ngố này. Bảo nó đi mua cái vũ khí gì thì nó mãi là không vui vẻ. Bây giờ Húc Ghi với bé San vẫn đang ở kia. Bây giờ mình không chạy đâu được. Hay thôi mình cứ lấp ở đây mình tắt điện mình ngủ. À đây rồi, đây. Ui giời, vào đi anh. Em là gì lâu ấy? Anh là cái vũ khí này không? Cái gì giống giống như cái cục giấy này. Pháo điện này. Vâng, tạm thời là cứ. Thế cái này phải dùng điện à? Dùng pin à? Pin trở đây. À, cái này nó dùng điện à? Dùng điện đấy. À. Anh em tạm thời cứ đuổi đi đã. Đuổi đi à? Vâng, chứ bây giờ đêm nó đứng đây làm sao anh em ngủ được. Thế thì bây giờ dùng cái này là anh em mình sẽ đuổi nó đi. Đuổi đi anh. Đúng không? Đúng rồi. Xong rồi anh em mình sẽ khóa hết cửa kia lại. Đúng không? Ok. Cái này chỉ lắp pin thôi gì? Lắp pin thôi anh ạ. Ờ được. Pháo này cũng chỉ gọi phát sáng thôi đúng không? Không nguy hiểm lắm. Ờ. Ok. Mình chỉ tạo ánh sáng thôi để cho nó thấy ánh sáng nó sợ. Bây giờ anh em ra gọi trời luôn đi. Đi. Con nó còn ở đấy không? Nó còn em đây, nó vẫn đứng ở kia mà. Đi luôn. Đây. Xem nó đâu rồi? Từ từ. Chó vẫn cắn, vẫn còn ngoài đấy anh. Ừ.
cẩn thận cả San nhé. Bé San là khá mạnh ấy. Ui, còn không? Mày. Đâu rồi? Kìa, đi kìa, đéo mày. Ủa đây, đây. Nó có ủa đây này. Bé San đâu? Bé San em không biết nhưng mà anh em cứ xem rồi nó. Anh em đi sát sát dưới đi. Ui mày. Đúng nó không? Đúng nó nhỉ. Ui tối om nhỉ? Nó ở trong đây tối om. Ui đúng nó nhỉ. Đúng rồi. Ui. Ghế đây. Ghế đây. Bây giờ như nào? Bây giờ kế hoạch của em như nào? Bây giờ anh em mày chạy ra tấn công nó thôi. Thế bây giờ ra đốt luôn nhá. Ra đốt luôn anh. Để em lên trước đi. Ui nó tắt điện rồi em ơi. Tắt rồi. Ui chắc nó đang ngồi là nó biết anh em ra. Ui tối om này biết đâu nào bây giờ. Hay nó biết mình tới rồi nó trốn rồi. Em không biết được. Chết rồi. Hay cẩn thận nó quanh đây đấy. Ui, đâu rồi? Ê, ui. Em ơi, cẩn thận. Ui. Ui. Mày. Ui. Đi ra cho khác. Ui. Em tốt đi. Ui, nó đi rồi em ơi. Ui, nó đi rồi. Ui, cái quả của mình còn xịn xóa hơn của nó em ạ. Nó phì to hơn nhỉ? Hay thế. Hả? Còn bé San đâu? Tí biết đâu nó quay lại nữa. Tí nó quay lại nữa sao? Không quay đâu. Chắc nó sợ đấy. Cái này hiệu quả hết nhỉ? Ui, đi vào.